thường xuyên bị soi nhan sắc, vợ kém 26 tuổi của nghệ sĩ Tiết Cương nói thẳng một câu, nhan sắc của bà xã Tiết Cương mới đây đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Kể từ ngày chia tay cuộc sống độc thân và về chung một nhà với bà xã kém 26 tuổi, nghệ sĩ Tiết Cương thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, nhan sắc vợ trẻ kém tuổi của nghệ sĩ Tiết Cương, Ngọc Thưởng cũng nhận được sự chú ý không kém. Trong một vài đoạn clip đời thường hay mới đây nhất là khoảnh khắc được nghệ sĩ Cát Tường chia sẻ khi ghé thăm nhà nam diễn viên. Mặt mộc của bà xã Tiết Cương lão một lần nữa nhận được sự quan tâm từ netizen. Trước những ý kiến từ cư dân mạng về nhan sắc, mới đây, bà xã Tiết Cương đã có động thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Theo đó, Ngọc Thưởng chia sẻ hình ảnh đi biển, kèm theo đó là dòng nội dung, đừng vào trang cá nhân của mình nữa, mình ở ngoài đẹp còn hơn hình. Có thể do thường xuyên nhận được sự quan tâm về nhan sắc, thế nên bà xã Tiết Cương đã lên tiếng khẳng định bên ngoài đẹp hơn trong hình, tránh việc dân mạng bàn tán về nhan sắc của mình. Được biết Tiết Cương là một người khá kín tiếng, ngay cả việc lên xe hoa, nam nghệ sĩ cũng giữ kín đến phút chót. Trong đám cưới hồi năm 2022, Tiết Cương còn hài hước tuyên bố chấm dứt những ngày ăn mì gói, ăn lẩu ở ngoài đường để chuyển qua ăn cơm nhà. Được biết vợ Tiết Cương hiện kinh doanh online, có lối sống kín đáo, ít khi khoe ảnh chồng hay kể chuyện hôn nhân trên mạng xã hội. Hậu kết hôn, Tiết Cương từng thừa nhận anh độc thân gần 50 năm nên cuộc sống có nhiều thay đổi đáng kể.